Xin chào các bạn, trong phần này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xem cấu hình của một server Linux sẽ gồm CPU, RAM và ổ cứng. Để xem được thông tin về CPU, chúng ta sẽ gõ lệnh get vào cái file CPU info trong thư mục proc. Để xem được cấu hình RAM, chúng ta sẽ sử dụng câu lệnh là get proc mem info, và để xem được cái thông tin về ổ cứng, chúng ta sẽ gõ câu lệnh là df cách ra -h. Bây giờ mình sẽ minh họa bằng lệnh cho các bạn thấy. Đầu tiên chúng ta xem thông tin về CPU, chúng ta gõ là get cách ra proc CPU info. Và mình sẽ sử dụng lệnh đường là let's đọc các thông tin này một cách dễ hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có là một cái chip và chúng ta chỉ có một core này. Model của chip chính là core i7, xung nhịp của chip ở đây và bộ nhớ cache là 4 MB vân vân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái thông tin của RAM, thì chúng ta gõ là cache cách ra proc mem info let's. Rồi. Các bạn sẽ thấy chúng ta sẽ có tổng cái dung lượng RAM là 512 MB RAM. Chúng ta có cỡ khoảng hơn 300 MB RAM là rảnh. Và các thông tin khác về bộ nhớ. Chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh là free để xem thông tin về RAM. Ở đây các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có thông tin về RAM và thông tin về bộ nhớ swap. Chúng ta có khoảng 500 MB RAM này. Chúng ta có free khoảng 300 MB này. Bộ nhớ swap là bộ nhớ hoán đổi, nghĩa là khi nào chúng ta dùng RAM nhiều và đầy thì chúng ta sẽ hoán đổi sang cái bộ nhớ của ổ cứng. Và bộ nhớ swap này có cái dung lượng khoảng hơn 800 MB. Hiện tại thì cái bộ nhớ swap này chưa được động đến. Và cuối cùng chúng ta xem thông tin về ổ cứng, chúng ta gõ là df cách ra -h. Thì các bạn sẽ thấy đây chính là toàn bộ phân vùng ở trên ổ cứng trên Linux. Với phân vùng root thì chúng ta có kích cỡ là 6.7GB và chúng ta sử dụng là 842 MB, và còn rảnh là 5.9GB và chúng ta sử dụng 13%. Tương tự với các phân vùng khác. Như vậy mình đã hướng dẫn các bạn cách xem cấu hình CPU, RAM, ổ cứng ở trên Linux. Mục đích của phần này là khi nào hệ thống của chúng ta tốn nhiều tài nguyên về CPU, RAM, ổ cứng, khi nào mà RAM chúng ta bị đầy, ổ cứng bị đầy thì chúng ta sử dụng các câu lệnh này để kiểm tra. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các bài tiếp theo.